Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Ngáo chào tất cả các bạn bố đi. Đấy. Bảo nó chào nó cứ kè lưỡi đó các bạn ạ. Nào, ngáo chào các bạn bố nha. Đấy, ngáo chào tất cả các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn thấy ngáo của mình lớn chưa? Đó, thì các bạn ạ, ngáo mình bây giờ cũng lớn rồi. Sắp đến tuổi lấy vợ rồi các bạn ạ. Đó, chim to hơn rồi. Đó, nói này nó cứ thè cả lưỡi ra các bạn ạ. Thì các bạn ơi, hôm nay mình có một món quà các bạn ạ, ý nghĩa dành cho ngáo của mình các bạn nhá. Đấy, đó là mình sẽ xây dựng ngôi nhà Coca-Cola cho ngáo của mình các bạn ạ. Đấy, hôm nay bố sẽ xây nhà cho con nhá. Hôm nay bố sẽ làm ngôi nhà Coca-Cola cho ngáo. Ngôi nhà này chỉ có chất và đẳng cấp thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Ngáo yêu mình đấy các bạn ạ. Rồi, thì hôm nay bố sẽ làm ngôi nhà Coca-Cola đẳng cấp nhất thế giới cho con nhá. Đấy. Ai à? Nào, đâu ngoài mặt đây chào các bạn, sao bố lại bố xây cho nhá. Ngồi nào. Đấy thì các bạn ạ. Thì ngôi nhà Coca-Cola mình đã từng làm cho mình rồi. Đấy, mẹ mình khen khá là đẹp. Hôm nay mình sẽ làm cho ngáo các bạn nhá. Đó. Đấy, ngáo hạnh phúc không? Ôi giời ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Nó nghịch không? Đấy, nó cũng chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ mình thôi các bạn ạ. Nào. Ai à? Đó, thì các bạn ạ, đây là số Coca-Cola mình đã từng làm rồi các bạn nhá. Từng làm ngôi nhà Coca-Cola rồi nhưng bây giờ nó cũ hết rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đập đi xây lại hết mới lại từ đầu cho ngáo các bạn nhé. Đấy, làm nhà mới là phải mới mẻ các bạn ạ. Rồi, ngáo cào chào tất cả cô chú rồi, mình để bố bắt đầu xây nhà nào. Đấy, ngáo chào tất cả cô chú nha. Bây giờ bố sẽ xây nhà cho con nha. Con ngồi im đây. Nào, ngáo, đấy, ngáo thấy chưa? Đây là số Coca-Cola của con nhá. Bố bây giờ bắt đầu xây dựng cho con nhé, bố nhé, con nhá. Đấy. Nào. Bố sẽ xây nhà cho con nhá. Các bạn ơi, mình sẽ nhờ em gái ngồi hỗ trợ mình các bạn ạ. Chào mọi người nha. Thì làm ngôi nhà cũng khá là vất vả, các bạn nhớ là chia sẻ và ủng hộ cho mình các bạn nhá. Đấy, tôi xếp vào đây. Đây này. Các bạn ơi, mình đã dán hết sạch các lon Coca vào với nhau rồi các bạn nhá. Mình đã hình dung ra được ngôi nhà cho ngáo của mình rồi các bạn ạ. Đấy, đây là cái khung nhà mình đã làm cho ngáo các bạn nhá. Đó, ngôi nhà nó sẽ to bằng này thôi các bạn ạ. Đấy, mình ngáo ở đây chỉ bằng này là đủ rồi các bạn ạ. Thì bây giờ bố sẽ xây dựng nó, hoàn thành ngôi nhà lên các bạn nhá. Ngáo nhá, ngáo ngồi im nhá. Đấy. Đâu nhỉ? Đó. Đấy. Đây là bề ngang của cái ngôi nhà này các bạn nhá. Đó. Đấy các bạn ơi, ngáo mình đang ở trong nhà này các bạn nhá. Căn biệt thự anh mình xây cho ngáo ạ. Biệt thự của ngáo các bạn ạ. Ngáo thấy đẹp không? Đấy. Các bạn ơi, đây cái khung nhà của ngáo các bạn nhá. Đấy ngáo, cảm thấy thế nào? Có đùa không? Gáo không khóc cái mồm ạ. Đó. Đưa đây nào. Mày bên nhau bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Gáo thì khôn lắm. Đưa đây nào. Mà hôn ạ. Rồi. Đấy, các bạn ơi. Mái này các bạn nè. Các bạn thấy chưa? Đấy. Thành căn biệt thự rồi các bạn ạ. Đó, nhất ngáo các bạn ạ. Đấy, ngáo ở trong này mát cực kỳ luôn, các bạn nhìn chưa? Ngáo ơi, ngáo thấy thích không? Nào. Nói cái gì đấy? Đấy, đây là ngôi nhà của ngáo các bạn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ dán nốt lần này nữa là xong các bạn ạ. Đó các bạn ơi. Đấy ngôi nhà của Coca-Cola của ngáo bạn nhá. Bây giờ mình sẽ làm cái cửa sổ lưỡi cho ngáo nữa các bạn nhá. Đấy.
Bây giờ mình sẽ làm cái cửa sổ ra ngáo các bạn nhá, cho ngôi nhà nó thoáng mát hơn tí các bạn ạ. Đó các bạn ơi, ngôi nhà Coca-Cola mình làm cho ngáo các bạn nhìn chưa? Đã thành công rồi các bạn nhá. Đấy, ngáo, con thấy hạnh phúc không? Đây là ngôi nhà của con nhá. Đó. Bây giờ tán cái được thì về bố cho phép con dứt cái về đây ở. Rồi. Đấy, ngáo mình cũng trưởng thành rồi các bạn ạ. Cũng đang dậy thì đang tuổi lớn nên là mình làm ngôi nhà này cho ngáo các bạn ạ nhá. Đấy, ngôi nhà đẳng cấp và chất các bạn ạ. Đó. Mình sẽ tuyên bố bản quyền và mình sẽ đăng ký sổ đỏ cái ngôi nhà này cho ngáo ở đây luôn các bạn nhá. Đấy. Mẹ mình dưỡng cái ngôi nhà này mình không cho được, không cho mẹ mình dưỡng đâu các bạn ạ. Đấy, không được ngậm đất con. Không ăn đất làm gì, tí bố lấy cơm ăn. Đấy các bạn thấy chưa? Đó. Đấy. Ui giời ơi. Các bạn thấy chưa? Các bạn đẹp không? Đó. Ngáo, cho bố chui vào nữa. Ôi giời ơi. Bây giờ mình sẽ chui vào ngôi nhà của ngáo xem vừa các bạn nhá. Đấy. Bố vào xem thế nào. Nào, bố vào xem nào. Ôi giời. Ôi giời. Các bạn thấy chưa? Ngáo ơi. Ngáo. Ngáo. Đấy. Mình vẫn ngồi được trong ngôi nhà này của ngáo các bạn nhá. Đó các bạn thấy chưa? Rất đáng yêu luôn. Đấy. Ngáo ơi. Con hạnh phúc không? Ôi à, ôi à, ôi à. Cháu đổ. Cấm được gặm lác trên ngôi nhà này nhớ chưa? Đấy. Đấy. Ngáo hạnh phúc không ngáo? Ôi à ơi. Đấy các bạn ơi, ngôi nhà của ngáo đấy các bạn ạ. Các bạn thấy đáng yêu không? Đó, các bạn ơi. Đấy, ngáo mình rất chi là đáng yêu luôn các bạn ạ. Đấy, ngôi nhà của ngáo mình đấy các bạn nhé. Ngôi nhà Coca-Cola của ngáo các bạn thấy chưa? Đấy. Các bạn thấy đẹp không? Rất chi là đáng yêu luôn. Đấy, ngáo mình thở hồn hển ở trong này các bạn ạ. Chắc ngôi nhà này mát sao, ngáo mình nằm im lắm các bạn ạ. Ngáo. Đấy các bạn thấy chưa? Ngáo thấy hạnh phúc không? Biệt thự của con đấy. Đó. Đáng yêu thật đấy các bạn ạ. Đấy, ngôi nhà bé bé xinh xinh các bạn ạ. Ôi, ngôi nhà Coca-Cola các bạn nhé. Đấy. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy. Hơi bị siêu mát, siêu chất đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Yeah. Ngáo ơi. Ngáo đây nào. Ngáo đây. Ra đây ngáo. Ra đây. Ra bố bảo. Ra đây, ra đây, ra đây. Không ra luôn các bạn ạ. Đấy, ngáo mình không cả ra khỏi ngôi nhà này luôn. Đó, thích lắm rồi các bạn ạ. Ngáo ra đây ngáo. Đấy, mình gọi nữa nó không ra này. Ngáo ra đây bố nào bố. Ngáo. Ra đây bố. Đấy. Ngáo còn thò mặt qua cổ ấy các bạn nhìn đấy. Đấy, còn thấy cả mặt ngáo đây này. Đó. Đang làm trong này thì mát lắm các bạn ạ. Đấy, ngáo thì thích ngôi nhà lắm các bạn ạ. Ngáo nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Ngôi nhà Coca-Cola của ngáo đấy. Biệt thự của ngáo các bạn ạ. Đấy. Cái này thiếu cô vợ nữa dắt về đây ở thôi các bạn ạ. Đấy, đây này, từ đằng sau đi các bạn nhá. Đằng sau của ngôi nhà này các bạn này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, bé bé xinh xinh các bạn thấy chưa? Đó. Đó. Bạn ơi. Ngáo mình có vẻ thích các bạn ạ. Cứ làm ở trong này thôi. Cái ngôi nhà này ở đây nó cũng mát các bạn nhá. Đấy, ngáo mình thích lắm các bạn này. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Hậu quay ở đây cho các bạn nhìn thấy ngáo này. Ngáo ơi. Ngáo. Em à. Đó các bạn thấy chưa? Nó cứ nằm ở trong này các bạn thấy chưa? Nó không muốn ra đâu các bạn ạ. Rồi. Thì đây là ngôi nhà Coca-Cola mình làm cho ngáo các bạn nhá. Đấy, ngáo mình có vẻ rất là thích. Ngáo ra đây ngáo ơi. Ra đây. Ra đây ngáo. Không cả muốn ra luôn các bạn ạ. Ui giời ơi. Này phải chui vào bắt các bạn ạ. Đó. Đấy. Con thấy nào? Ngôi nhà Coca-Cola của con thấy có đẹp không? Bây giờ nhá, bố cho phép con dắt gái về đây ở. Đấy, nếu con đủ đẹp trai thì con dắt gái về đây ở nhá. Đấy. À, bố sẽ làm sổ đỏ cho con. Đấy, sổ đỏ là ngôi nhà là của con. Đấy các bạn thấy chưa? Mẹ mình cũng không thể đuổi ngáo đi được các bạn nhá. Đấy, mình sẽ làm, bố sẽ làm sổ đỏ cho con ở đây nhá. Đấy. Đó các bạn thấy chưa? Rất chi là đẹp luôn. Đấy thì các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn like và chia sẻ video và ủng hộ mình các bạn nhá.
Đấy, nào, ngáo chào tất cả cô chú rồi, kết thúc clip nào ngáo ơi. Đấy, ngáo chào tất cả cô chú nha. Bye bye. Rồi, ngáo ngồi im nha. Đấy, nơi nào con nha, con chó này nha. Đưa tay nào. Đưa tay nào. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Ngáo. Đấy, ngôi nhà của ngáo các bạn ạ. Rất chi là đẹp luôn. Rất chi là đáng yêu các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Rồi.